chào mừng toàn thể quý vị đến với chương trình Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Thưa quý vị, hiện nay chăn nuôi ếch đang dần phát triển và ngày càng xuất hiện nhiều trại chăn nuôi lớn nhỏ. Tuy nhiên, chăn nuôi bất kỳ con gì thì cũng không thể tránh khỏi bệnh tật trên vật nuôi đó, và ếch cũng không phải là một ngoại lệ. Một căn bệnh rất phổ biến trên ếch đó là bệnh lở loét và đỏ chân trên ếch. Bệnh hay xảy ra vào lúc thời tiết quá nóng hay quá lạnh, hoặc ếch bị sốt rét, giảm sức đề kháng, hoặc là môi trường nước bị nhiễm khuẩn. Nhất là vào thời điểm tháng 11 này, thời tiết của miền Bắc trở lạnh và mưa nhiều, nó tạo điều kiện lý tưởng cho mầm bệnh phát triển và gây hại trên ếch. Vậy hôm nay Dr. Vet sẽ mời quý vị đi tìm hiểu nguyên nhân và những biểu hiện của bệnh, cũng như là cách phòng và điều trị bệnh này trên ếch. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh. Bệnh này do vi khuẩn gram âm có tên là Euromonas gây ra. Khi thời tiết quá lạnh hoặc quá nóng, bệnh sẽ phát triển mạnh, nhất là khi thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao, ếch sẽ bị stress hoặc môi trường nuôi bị nhiễm bẩn, nhiễm khí độc, bùn đáy ao nhiều, không thấy nước thường xuyên, hoặc ếch bị xây xát dẫn đến vi khuẩn dễ dàng tấn công và gây bệnh. Tiếp theo là về triệu chứng của bệnh. Dấu hiệu đầu tiên và cũng rất dễ thấy đó là xuất hiện những nốt chấm đỏ ở thân, đùi có thể bị tụ huyết, chân sưng nếu không phát hiện và có biện pháp điều trị kịp thời thì ếch sẽ bị chết. Ếch không linh hoạt và trở nên lờ đờ, ếch giảm ăn, bỏ ăn, di chuyển chậm. Tiếp theo đó là bệnh tích của bệnh. Thì khi mổ khám sẽ thấy xuất hiện hiện tượng ứ dịch lỏng màu vàng trong xoang bụng hoặc là xuất huyết ổ bụng, gan bị bầm và đọng máu, gan, lách, thận có thể bị mù trắng. Tiếp theo đó là về phòng bệnh. Phải quản lý tốt đầu vào, đảm bảo ếch giấu khỏe, sạch bệnh. Khi thả giống vào ao nuôi, cần tắm cho ếch bằng các dung dịch như dung dịch nước muối, thuốc tím hoặc iodine. Sau mỗi vụ nuôi, phải vệ sinh khử trùng ao nuôi, bể nuôi, nạo vét bùn đáy ao, sắc vôi bột. Thường xuyên kiểm tra, vệ sinh thay nước ao nuôi. Nuôi với mật độ hợp lý, tránh thả quá dày và tránh làm ếch bị sốc, xô nhảy nhiều lần làm xây xát. Định kỳ xử lý nước, diệt khuẩn ao nuôi bằng Benzacid 800, bổ sung Vita C bằng sản phẩm Avita C Max để tăng cường sức đề kháng. Về điều trị bệnh này thì cần phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì sẽ mang lại hiệu quả cao. Quý vị có thể điều trị cho ếch như sau. Tắm cho ếch bằng dung dịch thuốc tím KMNO4 hoặc iodine. Chú ý khi tắm bằng iodine, quý vị nên tắm vào lúc thời tiết mát mẻ và buổi sáng sớm hoặc là lúc chiều mát, không nên sử dụng vào khi thời tiết nắng nóng. Sử dụng kháng sinh như dòng oxy tetracycline như sản phẩm Aoxylide 200 kết hợp với bổ sung vitamin để tăng cường sức đề kháng cho ếch. Quý vị có thể dùng dòng sản phẩm như là Avita C Max. Bổ sung các sản phẩm giải độc gan thận và men tiêu hóa. Quý vị có thể dùng Alactobasi hoặc Alactoacimin cho ếch, ăn liên tục từ 5 đến 7 ngày để phục hồi lại gan thận và hệ vi sinh vật có lợi trong đường tiêu hóa. Lưu ý, khi điều trị bệnh cho ếch thì cần giảm một nửa lượng thức ăn và điều trị từ 5 đến 7 ngày. Vừa rồi, Dr. Vet đã vừa chia sẻ đến quý vị bệnh lở loét và đỏ chân trên ếch. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại!